Rồi. Rồi rồi rồi. Thì đó, Tết nhất tới nơi. Công việc ổn định. Vẫn ô xin. Vẫn làm chung với thằng cha cơ. Chả vẫn ổn định, vẫn ốm, vẫn ế. Chả đi chợ rồi chưa thấy về. Chả về cúp máy. Cho tạm biệt. Ủa? Rang kêu đi chợ mà về sớm vậy? Chợ người ta có tiền, người ta mua nhiều, mình không có tiền, mình về sớm nhờ đấy làm gì? Đứng đấy nhìn nè. Sao ông chủ ông nói là ông đưa tiền cho ông đi chợ mà ông không đi chợ mà ông về sớm? Tổ sư thằng đấy bố nó là keo kiệt, đẻ nó ra vẫn keo kiệt. Nó đưa 200.000 nó bảo đi chợ mua ăn 3 hôm Tết. Đấy là vừa nhà vừa khách đấy. Bây giờ thịt lên 200.000 một cân. Xong ra mua bố nó hai cái bánh trưng này xong rồi về cứ thế mà ăn thôi. Thế à? Hôm tôi sang nhà quan Lê đấy, nó cúng một lần 4 con lợn quay nhá. Nó đứng nó chỉ cho tôi nhá. Xong nó bảo đấy, đây này. Bác xem đây, bác coi đi, bác coi đi, con mới cúng nè. Đếm 1, 2, 3, 4 nó lòi ra 5 con. Đâu? Bữa đó tôi có qua mà, 4 con thôi. 5. 4. Xong tôi đếm lúc đấy 5 mà. Ông đếm sao mà ra 5 con? Xong nó chỉ cho tôi, xong nó ngồi vào đấy, xong rồi tôi tưởng nó luôn. Là 5 con. Thằng đấy béo kinh thật. Giá bây giờ thì nó lên giá kinh lắm. Thôi, bây giờ phụ khiêng cái này xịt qua xíu đi cho nó để trống trả cái chỗ này đi nè. Chứ để nó về mà nó thấy mình không làm việc nó chữ á. Alo. Nó về kìa. Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Nó về thì mình thể hiện là mình đang làm việc. Công việc của em là chỉ ngồi yên, nở nụ cười như hoa ha. Rồi, rồi. Mọi chuyện khác anh gánh vác. I miss you nghe. Nhớ. Can you call me? Không, chắc là tò mò thấy ông mút mút cái gì trong điện thoại mà. Cái đó là chuyện của tôi nghe. Sao hai ông nhiều chuyện vậy? Ý kiến tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Công việc của hai ông là chỉ làm những việc trong nhà theo lời tôi dặn. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Bữa nay như mọi khi. Dạ. Tôi có khách mới tới chơi. Dạ. Hai ông gặp người ta, hai ông sẽ nói gì về tôi? Nói tôi là người thế nào? Nói tôi nghe. Ông chủ là người vị tha. Tốt. Chỉ lấy của mình cho người ta, không bao giờ lấy gì của người ta thuộc về mình. Là người tử tế. Sống hoài bão, sống ước mơ. Tốt. Nghe ông giống như bán hàng đa cấp bây giờ. Được rồi. Dạ. Tôi thấy ông này làm tốt đó. Bây giờ Tết đến rồi. Tôi lì xì cho ông 100 đô. Sao? Thằng này bình thường nó có ai ăn được đồng bạc của nó đâu mà bên đây nó lì xì 100 đô. Ai ốp nó đấy, phát lộc để lấy đi. Má nó ốp nó rồi. Đây, ông 100 đô. Ông 100 đô. Vâng, cảm ơn ông chủ ạ. Nhưng mà theo tục lệ là lì xì là phải chúc Tết. Để tôi. Bây giờ hai ông chúc tôi cái gì cái này? Kính thưa ông chủ. Năm Canh Tý sắp đến, đúng không? Đúng rồi. Chúc cho ông chủ nhanh nhẹn. Tháo vát như những bạn chùa. Ông chủ sẽ là người kiên nhẫn. Một ngày đó ông chủ sẽ chuột xa hữu nếp. Chúc cho ông chủ sẽ sống chui rút dưới cống như lũ chuột. Đưa 100 đô rồi đây. Trả 100 đô rồi đây. Mấy câu đầu nghe còn được, mấy câu sau bấy tầm bạ. Tôi không có rành văn chương mà sao. Còn ông sao? Mọi chuyện khôn lanh sẽ dành cho ông chủ. Ừ. Chúng tôi chúc ông chủ không đẻ bậy, không bị bẫy, và tình yêu lúc nào cũng bền chặt như con chuột dính vào keo. Tôi nói có gì sai nhá. Đấy là sản phẩm của công nghệ hóa màu mà. Keo dính chuột là chết đó. À thế hả? À? Chúc ông chủ sẽ không bị dịch hạch như chuột. Cái gì vậy? Thôi nha. Bữa nay là tôi vui trong người, thành ra tôi không có bắt lỗi mấy ông. Dạ. Bây giờ hai ông ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Vâng. Nha. Để tôi chờ khách tôi tới. Vâng.
Tôi đi ạ. Thưa ông chủ, chúng tôi cũng có những nỗi khổ. Khi chúng tôi làm việc cho ông chủ, chúng tôi chấp nhận là phần tôi tớ là những con chuột chạy lanh quanh trong nhà. Nhưng ông chủ cứ đưa phô mai về hoài. Mà ông chủ biết chuột thì nó thèm phô mai. Mà phô mai toàn 18 tuổi không. Tụi tôi có nhiều lần cũng tính gặm miếng phô mai, nhưng chúng tôi kiềm chế được. Mình thôi dẹp đi, để cho ông ấy đi đi. Gớm răng mẹ đâu mà gặm. Lắm chuyện. Nói chồng biết chồng có đưa gái về không mà tư. Mỗi lần thấy mấy nhỏ tới là khúm núm khúm núm. Cấm hai ông xíu chuyện của tôi nha. Nói năng lung tung. Thôi ông lo ấy đi cho mang bánh vào đấy. Mai để cúng các cụ. Rồi, bữ tới nữa. Dạ con đâu có đem bưởi gì đâu bác. Tên gì? Dạ con tên Linh ạ. À. Quen ông chủ hả? À? Dạ con quen với anh Hùng ạ. À. Hùng nó cũng phải nể tôi lắm. À. Nể dạ. Tôi lắm. Dạ vậy con cũng bày tỏ cái sự lòng kính nể của con. Dạ con lại bác lại ạ. À. Tao lại mày nghe. Mày đứng lại giùm tao đi, tao chưa chết nha. À, Tết dạ. Nhất là mày làm tào lao quá. Dạ. Hùng á là nó muốn bước vô căn nhà này, bước ra căn nhà này là phải qua tay tôi. Ủa vậy là không lẽ bác là... Đúng đó, tôi đó. Bác là... Là ba của anh Hùng hả bác? Không, ô xin hay mở cửa cho nó. Bác vui tính ghê. Mới quen Trần Anh Hùng hả? Dạ, con quen với anh Hùng cũng được 2 tháng rồi bác. 2 tháng rồi hả? Dạ. 2 tháng là lâu á, chứ bình thường có 1.5 tháng là đi hết. Dạ, bác nói gì bác? Đây, đây là một người rất quan trọng trong căn nhà này. Dạ, vậy con xin lại bác luôn à. Làm gì đây? Con này nó gặp ai nó cũng lại trơn, tao không biết nữa. Hàng mới. Biết rồi. Hàng ngày thờ mới. Lúc nãy nó dặn rồi mà. Ngồi đi con, ngồi đi chơi đi. Dạ con không dám ạ. Ngồi đi. Dạ. Ngồi. Dạ dạ ngồi. Mày không ngồi nó về nó chửi bọn tao. Khách, có khách, có khách. Dạ. Ngồi để mà mấy chú làm việc. Con cứ ngồi đi để yên cho hai chị bác làm việc nhá. Con ông chủ ngồi. Của chúng tôi là người sống vì mọi người. Vì mọi người. Chỉ cho người ta không lấy lại bao giờ. Cho người ta không lấy lại bao giờ. Là người trí thức. Là người trí thức. Sống có đam mê. Sống có đam mê. Hoài bão. Sống có hoài bão. Dạ xin lỗi con không có mua bác. Mua gì? Dạ cái này là slogan của bán hàng đa cấp nè. Không, ông chủ tôi mà. Rồi nhiêu tuổi rồi? Lâu lâu cũng phải nhầm một quả hàng đấy. Nó bị cái gì ta? Cái này cũng là trong bệnh viện Trung ương 1 đây này. Vậy hả? Để tôi. Ủa sao hai bác xa lánh con vậy? Hỏi chuyện đó mà. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Đấy. Dạ con chưa 18. Cái gì? Dạ con chưa 18 bác. Thằng này chắc nó xuân này con không về đó. Người nó quen con gái mà dưới 18 thì nó chết rồi. Này khả năng là 15 cuốn đó. Lịch đó. Bóc lâu lắm bóc đấy. Bóc lâu đấy. Mà cháu lại quen nhỏ mười mấy tuổi ta. Hỏi. Con. Dạ. Khi con đến với một người đàn ông, con phải hiểu người ta như thế nào. Sau đó con tìm hiểu nhân cách, rồi con hãy đến với người ta. Vì con còn nhỏ. Bây giờ con chưa được 18 tuổi, con yêu đương làm gì? Dạ, nhưng mà hai đứa con yêu nhau thật lòng mà bác. Tôi nói không nghe. Mấy lần trước nó quen mấy cái bà kia, lớn tuổi tôi không nói. Hoặc là mấy đứa lớn lớn tôi không nói. Con nít mà nó cũng đúng! Quen. Cái này là mình phải lên tiếng. Tôi nói cho bạn, tôi nói cho ông nghe. Cái gì thì cái. Nó phải có trật tự, phải có pháp luật. Tôi hỏi 17 tuổi mà nó đem gì vậy? Công lý ở đâu? Ông trả lời tôi. Ở nhà. Gì? Công lý chắc là ở nhà hay chạy xô gì đấy. Tôi hỏi là công đạo á. Công đạo trong diễn viên không có. Tào lao á. Ý tôi là phải lấy lại công bằng. Công bằng thì nói bảo mẹ nó công bằng. Thế còn hỏi công lý ở đâu. Tao bảo nó ở nhà. Lúc nãy chỉ có mình xuống Bắc với Tự Long mà. Bảo công lý ở đâu. Ủa dạ có chuyện gì vậy hai bác? Ngồi xuống. Không cái này cứ ngồi xuống đi. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Dạ. Mới cái 17 tuổi là bà yêu đương cái gì? Yêu cái gì? Yêu một thằng mấy chục tuổi như thế? Mày điên à?
Đây, cái thằng chủ nhà này á, là thằng Trần Anh Hùng, là cái người mà cô đã quen đó. Dạ. Một thằng sống lưu manh, một thằng sở khanh chuyên hút máu người. Không, nó có mũi đâu mà hút máu người. Ý tôi nói là nó ác độc đó. Ờ. Nó sống là nó sống mất tư cách, sống lạc trôi. Không, lạc trôi là Sơn Tùng. À, lạc lối. Sống lạc lối, không có điểm dừng. Nếu cô lấy nó là cuộc đời cô cấm ngay. Tổ sư mày. Trời ơi, nãy giờ con tưởng như là ba dông nội đang chửi con vậy đó. Đang chửi mày đấy. Dạ. Chửi cho mày tỉnh ra. Vớ vẩn. Trước khi thằng kia nó về đây. Dạ. Dù tôi biết rằng sau khi nó về đây mà chúng tôi chống đối nó như vậy, xuân này tôi biết tôi ở đâu rồi. Nhưng tôi vẫn làm. Tôi bảo vệ cho công lý. Công lý đang ở đâu? Ở nhà. Đây. Rồi đây nó sẽ về đây, là nó sẽ đuổi tụi dòng. Đi dọn đồ trước đi. Dọn đồ sẵn sàng về quen tách. Có gì đây? Dạ con cảm ơn. Đúng. Con cảm ơn hai bác. Con không có ngờ là anh Hùng anh tát tệ như vậy. Được rồi, để anh về con sẽ nói chuyện với anh. Nói cảm ơn gì hai nữa? Bác. Nói gì nữa con? Bỏ đi. Bỏ đi. Không có thằng này thì có thằng khác. Thấy chưa? Sang năm gì yêu cũng được. Ờ. Dạ. Đập chết mẹ mày. Tào lao quá. Không sao tự dưng em mới bằng ấy tuổi đầu đi yêu đường tôi ghét lắm. Yêu cái thằng vớ vẩn. Ê. Yêu cái thằng không ra gì. Nói gì. Yêu. Ô, mà tới hả? Anh. Ôi, anh nhớ em. Buông tay ra. Tổ sư mình tao vả chết mẹ mày. Ê. Gì vậy? Không biết nữa sao tự nhiên nãy giờ bắt đầu đánh phụ huynh em hoài hả? Mời ông chủ bước ra đây. Cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Thưa ông chủ, tại sao bao nhiêu đứa gái không quen mà sao quen đứa 17 tuổi? Tôi báo pháp luật. Cái gì? Linh sang năm là 18 rồi nha. Nhưng bây giờ là 17. Tuổi yêu nhau là thuận tình, yêu nhau đến với nhau, có gì đâu mà sai. Tôi báo chính quyền. Con nít người ta mà yêu cái gì? Anh, nãy giờ hai bác nói cho em nghe hết trơn rồi. Nói hết luôn rồi. Em có tin không? Tuy nhiên là không tin rồi. Trời ơi, bị thằng kia tẩy não rồi. À, sao? Thua rồi. Có phải là mấy ông nói tôi là một thằng sở khanh lưu manh? Đúng vậy. Chuyên hút máu người. Đúng vậy. Mấy ông gan quá ha. Đến thời điểm này rồi, tôi bảo vệ cho một đứa gái mười mấy tuổi thì có gì là sai? Công lý ở đâu? Nhà. Nhắc cho ông nhớ, sống ở trên đời này, võ quýt dày thì có ốc móng tay để nhậu, hiểu chưa? Cái gì vậy? Ngày đó bị điên rồi. Võ quýt dày có móng tay nhỏ thì ốc móng tay để nhậu. Lú lệnh. Con nghe lời chú rồi. Nghe lời hai chú, bỏ nó đi. Không. Không tốt đẹp đâu. Thôi được rồi, bây giờ tấm lòng tốt của hai bác là bây giờ con nhận. Nghe lời. À, bỏ đi, không nghe. Im ơi. Im. Bà già tên gì? Dạ, Hồng. Ồ. Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng. Ngàn năm vẫn đợi. Tiếp. Dẫu biết tình này có thất thế xa cơ. Đúng không bác? Cái này có khi nào nó trùng hợp ngẫu nhiên không? Tại vì lần đấy là tôi trước khi tôi đi lập nghiệp ở xa là tôi chỉ có yêu đúng một cô thôi. Ở đâu? Tỉnh nào? Thái Bình. Bà Hồng Lâu Mộng, bà ở tỉnh nào? Thái Bình. Như chưa hề có cuộc chia ly. Ba! Tình cha ấm áp như bờ thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Nhanh nhanh đi, hết giờ. Dạ ba ơi. Ba ơi. Suốt đời vì con gian nan. Đúng rồi ba ơi. Hay là muỗi cắn? Không phải. Khoan.
Nhìn bên kia, nhìn bên kia. Gì đây? Cái gì vậy? Gia đình mình. Trời ơi. Trời ơi, sao giống tôi quá vậy? Anh hai. Anh hai. Anh hai, gia đình mình đây rồi anh hai ơi. Lấy son trét vô tay là xưng bà con. Tào lao. Thấy nghe chữ xa cơ tưởng gia đình. Ba. Mẹ con tên Hồng thật à? Dạ. Mẹ con là Hồng Long Mộng. Ba đây. Ba. Ba có lỗi với mẹ con. Ba có lỗi với con. Thảo nào hai cái mồm mua ba con mình giống nhau đến thế cơ. Ba ơi. Ba ơi ba. Đúng logo rồi ba ơi. Từ ngày bây giờ, ngày hôm nay tôi là đại diện phát ngôn của gia đình này. Mời cậu ngồi xuống, cởi áo vest ra. Cởi áo vest ra. Mời anh hai mặc. Kèo trên mặc áo vest, kèo dưới mặc áo sơ mi. Trời. Mặc vô áo vest. Mời anh hai qua ghế ngồi. Mày qua kia đứng. Tại sao bao nhiêu đứa mà không quen mà mày lựa cháu tao? Nó mới 17 tưởng mà mày quen. Rồi mày dụ dỗ nó. Chú ơi, chú nghe con nói nè. Mày không được đứng nói chuyện ngân hàng. Anh tao ngồi là mày phải quỳ. Bây giờ mày quỳ không? Tao bảo chính quyền. Dạ quỳ. Dạ thưa bác với chú. Thật tình là con, ngay ngày đầu con gặp Linh là con đã thương rồi. Con nói thật lòng. Bác hãy nhìn mặt con đi. Rất thật lòng. Mình mặt là như chó mặt trẻ mà thật lòng. Thôi được rồi. Nhưng mà nếu yêu nhau thật lòng á thì ta bỏ qua hết. Nhưng còn mỗi một chuyện là ta không bỏ qua thôi. Dạ cái gì ạ? Lương. Lương một năm nay mày chưa giả. Để giả cho bác ăn Tết chứ không có tiền. Dạ. Thưa bác, cái chú đây. Thật tình là con cố tình con giữ lại một năm lương của hai bác. Là tiền con muốn để dành cho hai bác. Tại con sợ hai bác lớn tuổi. Nhiều khi có những bạn bè hàng xóm người ta rủ rê cờ bạc đề đốm rồi nó tốn tiền cho nên con giữ lại để đầu năm nay con sẽ gửi lại trọn số tiền đó. Xin hai bác cái chú yên tâm. Hai đứa bay nhá, kể cả cậu cũng thế. Bây giờ em nó mới có 17 tuổi, chưa đủ 18 tuổi. Dạ. Sang năm mới đủ 18 tuổi. Thế là tao nhất định là cũng không cho lấy nhau. Không quen nhau. Để qua năm. Đúng. Thích thì gặp nhau. Nói gì? Nói lời cuối. Ý con nào? Ba ơi. Ba ơi. Cái gì? Con muốn nói với ba một sự thật là. Cái gì? Ba ơi. Con lỡ có thai với anh rồi ba. Nói cái gì? Mày qua. Có thai hả? Mày né qua. Bà nội cha mày. Mày hết chuyện. Mày dụ dỗ cháu tao. Cho mày chết. Sao nó 17 tuổi mày dụ dỗ nó. Cho đến giờ nó mang thai mang chửa. Tao lại mày con ơi. Tổ sư mày bây giờ nó 17 tuổi thế này. Thì bây giờ mày bảo nó nào. Có thai nào sao. Con cũng không biết nữa. Ủa. Trời ơi, ý mày nói là mày không biết gì cả. Mày ngây thơ hả? Yên. Bác ơi, bác mình để nghe con nói nè. Mày bảo cái mày không biết là mày chết với tao đấy. Tình yêu của con với Linh là trong sáng. Không có những cái chuyện bậy bạ xảy ra. Tụi vậy, con có đi chơi bên Thái Lan một lần nhưng... Vậy tại sao có thai? Quỳ xuống. Quỳ xuống mày quỳ xuống. Bữa đó con đi chơi nhưng mà con bị xỉn quá con không có mày biết. Đối với mày là phải có bằng chứng. Mày quỳ xuống. Mày tên gì? Dạ Trần Anh Hùng. Ba má mày tên gì? Dạ Trần Suy Nhược. Tại sao mày làm nhỏ có thai? Dạ con thật sự là con chưa bao giờ đụng tới người của Linh cả. Mày đừng có xạo nha. Nha. Đây hình ảnh này tao sẽ đưa lên trên mạng xã hội. Người ta sẽ kéo tới nhà mày, tao quánh mày. Dạ bác ơi, bác bình tĩnh đi. Bây giờ mày phải lo cho nó. Cho con nó. Dạ dạ dạ. Cho anh của tao. Dạ dạ. Rồi rước má nó về ở. Dạ. Rồi lo cho gia đình nó. Dạ. Rồi còn một gia đình khác mày cũng phải lo. Dạ. Đó là gia đình tao. Dạ. Chuyện kỳ vậy? Đúng không anh? Ta là lao động chính. Mà bây giờ bị đuổi thì ai lo cho con cái tao? Mà con tao thì đang du học bên Úc nữa.
mày phải trả tiền du học cho nó. Mày đồng ý không? Ủa sao nó không có liên quan gì? Có liên quan mày. Mày làm ảnh hưởng thần kinh trí não tao hổm rày rồi. Rồi ngoài đứa con bên Úc, bác còn ai nữa? Chỉ có một đứa bên Úc thôi, mấy đứa còn lại ở Canada. Trời ơi. Mày lo không? Dạ thôi được rồi. Vì yêu Linh con chấp nhận hết, con lo hết được chưa? Thôi được rồi, nó hứa như thế là được rồi. Mày có quyền không nói, nhưng những gì mày nói tao sẽ up lên mạng xã hội. Xong chưa bây giờ chắc... Ngu lắm, tôi xin lỗi, tôi đại diện gia đình. Mày làm thích cách nào mà để nó cho mày có thai, mày ngu dữ vậy? Hả? Thật ra là đâu có thai gì đâu. Sao nãy mày mới nói? Tại vì con thấy là hả, thời gian ba con ở đây hình như là hả, anh Hùng hành hạ ba con quá, cho nên là nói vậy hả? Thử lầm nó hả? Dạ. Vậy là mày không có thai? Dạ không. Mày vẫn phải lo cho gia đình tao, tao có ghi âm rồi. Mày vẫn phải lo, không có thai mày vẫn lo, tao ghi hình hết rồi. Thôi được rồi. Tao đưa ra pháp luật. Thôi yên đi. Để cho tôi tính. Bây giờ thế này, tôi không đòi hỏi gì ở cậu hết. Chỉ đòi hỏi ở cậu ấy là tình cảm kiềm chế lại. Đấy, để cho con Linh nó đủ 18 tuổi đã. Hỏi được không? Cái vụ mà mỗi tuần đưa hai ba cô tới nhà nữa nè. Ờ, mỗi tuần mày đưa hai ba con về đây là việc làm gì? Dạ. Mày yêu đương kiểu gì đấy? Ba, thật ra là cái chuyện đó anh cũng nói cho con nghe hết rồi. Mỗi tuần mà anh đưa hai ba người về, thật ra đó là nhân viên của anh đó ba. Dạ, chứ thật rồi. Ra là anh tốt với con lắm. Anh làm như là anh lo lắng cho con hết á. Giống như con á hả, con đâu có làm gì ra tiền đâu. Con có 5 triệu, con đưa hết cho ảnh luôn. Rồi cái ảnh mới giúp con, không biết làm gì, đầu tư gì đó. Mà bây giờ con được 200 triệu. Đầu tư gì mà 5 triệu, tới 200 triệu. Tao đưa mày ra pháp luật. Cái gì vậy? Đi, nó nói cái gì? Dạ, thật sự là Linh nói đúng đó bác. Tại vì con ngay lúc đầu con gặp Linh là con thấy gia đình Linh khó khăn. Con yêu Linh, con muốn lập gia đình với Linh thật sự. Nên con đã giúp Linh làm cái chuyện đó có thật. Còn cái chuyện mà buôn bán cái gì thì cái đó thì tới vậy con không có nói ra được. Thôi được rồi, cái chuyện đấy thôi tôi bỏ qua cho. Hai đứa thì cứ qua năm đã nhá. Dù muốn tính gì thì tính. Này, thế từ xưa đến giờ thì có chửi cha mắng mẹ nó chưa? Dạ, đâu, dạ không bao giờ. Mày điêu à? Tổ sư mày tao cha nó này. Mày chửi rồi nhá. Tao ghét cái điều ấy lắm nhá. Tao hỏi mày, mày phải bảo là có. Cái mày tao là cha nó mà. Tại lúc đó con đâu có biết. Chữ tao ngoài mà đưa nó ra pháp luật. Cái gì nữa? Tại con đâu có biết. Thôi. Bác à, chưa biết là đâu có tội đâu. Thôi, nói đùa thế thôi. Bây giờ đây mọi chuyện này nó cũng ổn ổn rồi. Con này không có gì là được rồi. Đấy, cứ cháu nó sang khỏi 18 đã. Nhá. Yeah. Em nó sang khỏi 18 đã. Yeah. Rồi lúc đấy tao tính cho. Còn bây giờ ấy, là để tao gọi cho mẹ nó, yeah, để gặp lại vợ cũ tao. Rồi, để tôi điện cho mấy đứa con ở bên Canada, bên Úc nó biết chừng. Có người đóng tiền học phí. Trời. Ông lắm chuyện. Mà. Rồi thôi, ăn Tết. Thôi, dạ. Dạ. Đi. Vô con, vô con, vô. Vô. Trời ơi, con chó thông minh dễ sợ. Nói nó hiểu liền. Vô nhà trong đây nè con. Vô nhà. Vô đây, từ thôi. Im đây nghe chưa. Mày mà đi lang thang, mày phân phát tầm bậy tầm bạ, để nó dơ cái công ty bất động sản Hoa Dương, là ông giám đốc ông chửi tao chứ. Đội phó đội bảo vệ đâu rồi không biết. Ông bác ơi. Ông bác ơi. Gì mà la om sòm thế kia chứ lị. Cái gì mà bấm điện thoại không biết nữa. Đang chơi game. Game gì? Liên Quân. Trời đất ơi. Rảnh ghê. Đấy đấy, nó vào nó giết rồi. Chết mẹ rồi, xong. Đang chơi ngon lành. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi, chả có ai đến công ty này đâu mà làm gì cho nó mệt. Rồi. Cái gì? Như lời đấy kìa. Trời đất ơi. Đấy. Cứ mang vào đi đấy. Bao nhiêu lần nó chửi rồi, mang vào đây toàn y bậy thôi. Trời ơi, giám đốc mà nó thấy là nó chửi chết. Giờ sao? Hốp vô đây. Không. Đi vào tìm giấy đi.
bẩn quá. Mày chơi game như mình như thế là thoáng, tự dưng đi ra không thoáng thế nào. Bây giờ chơi lại khổ thân. Chúng em làm ở trong này cũng được mấy năm rồi đấy, mà bây giờ tính đến tới nơi mà nó chả thấy lương phạng gì, chả thấy cho nghỉ gì đấy. Bốc được bác họ đi mua cái này. Chết cha, bây giờ lấy cái gì hốt vô? Để bảo lấy giấy, tờ giấy cơ mà. Không có giấy mà để sao? Lấy cho. Giấy tờ thì ở công ty. À tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hốt cái này qua đây. Không được. Đây. Đây lần đầu tôi chơi sang với ông này. Cái gì? Đây giấy vệ sinh, giấy ăn của tôi đây. Đấy. Tự nuôi thì tự hốt lấy nhá. Được rồi đó. Hốt đi. Này, ông bố tôi à? Ông nuôi nó mà. Đấy, tự hót đi. Game ghét bây giờ chán nó, chả có ai chơi với nhau rồi. Giờ bắt con nào đấy chứ đi. Đó, mình xếp lại. Mình để đây. Đợi xíu, đợi xíu. Để khách đi đường khỏi thấy. Thông minh không? Được, thông minh. Ê, gì? Bây giờ Tết làm sao chứ, phải kiếm tiền để đưa nhỏ đi Thái Lan chơi chứ. Cái gì? Đưa nhỏ đi Thái Lan chơi. Đưa nó đi du lịch á? Ừ. Ôi, lắm sao? Chuyện, tiền không có ăn còn đưa chó đi du lịch. Gì đấy? Cho nó đi ra chứ, nó để nó ở đây. Ông giám đốc về ông thấy là chết. Đi con, đi. Ừ, chạy. Cột nó lại. Xong rồi, như là phi tăng. Ôi, chết mẹ con đấm này sao? Đấy là nó để lại cho ông đấy, ông hốt đi. Chết cha, giám đốc về. Giám đốc nó về à? Bảo vệ công ty đâu? Một cái công ty hoành tráng như vậy mà không thấy một ông bảo vệ nào hết. Bảo vệ đâu? Bảo vệ của công ty đâu? Tại sao không thấy một ông bảo vệ nào hết vậy? Dạ. Bảo vệ của công ty đâu? Không thấy ai vậy? Bảo vệ công ty đâu? Tôi ngồi đây là vòng hết à? Người to đùng như vậy nhỏ nhắn gì đâu mà. Ông chả treo với tôi hả? Tôi mướn hai ông vô đây không phải là chửi tôi. Ý tôi muốn là kêu bảo vệ đâu, là ông phải ừ hử cho tôi biết, dạ vâng đồ cho tôi biết chứ. Tôi nói cho cậu nghe nhá, không phải là cậu bỏ tiền ra là cậu muốn làm cái gì cậu làm. Cậu nói cậu phải để thời gian để cho người khác trả lời chứ. Cậu vào cậu hỏi, chỉ cần hỏi bảo vệ đâu, ngưng lại một nhịp để chúng tôi vào, dạ vâng. Đúng rồi. Đây là bảo vệ đâu, tại sao công ty to như này không thấy một người bảo vệ nào? Chen vào chỗ nào, nhảy vào mồm ông à? Nó nghe nè, mình có thể kịch tính, mình có thể giận dỗi, nhưng mà đừng có bước vào khu vực này. Để cho nó bước vào đi. Đúng rồi. Nó thấy lạ lạ, nó sẽ bước vào. Đấy là cái lắm. Bẫy của chúng mình. Oh! Cái gì vậy? Hay quá. Đau thương đã đến. Có chuyện gì xảy ra ở đây à? Giám đốc ngồi đi giám đốc. Nếu muốn cuộc đời mình êm ái thì hãy ngồi. Còn nếu như cuộc đời bước vào đau khổ thì... Mời giám đốc ngồi. Ý ông là làm sao? Trời ơi. Ôi nó bẹt ra luôn rồi. Ý là tí nữa sẽ có đứa lau cái đấy. Nói chung là thế. Chưa hiểu gì cả. Tôi nói cho giám đốc nghe, chúng tôi là bảo vệ thật. Nhưng mà giám đốc nói phải để cho chúng tôi có thời gian để chúng tôi trả lời. Được. Ví dụ muốn vào hỏi lại đàng hoàng. Bây giờ làm lại nè. Làm lại. Bảo vệ đâu? Có mặt. Đó, thí dụ vậy. Đấy. Ừ. Đi ra đây tôi kiểm điểm nè. Làm gì đâu mà có nguyên tắc chứ. Cái gì đây? Cái máy. Máy cassette đó. Máy cassette này là xài điện dưới đất, mình phải để đây mới xài được. Còn cái quái quỷ gì đây? Cái này là hồi nãy ông này ông uống bia ông ói. Điên à? À, sô cô la. Sô cô la. Tôi khoái sô cô la. Ai? Ai? Cái gì? Cứ để yên nó đi. Mẹ cứ để nó ở đây nó chửi thì để cho nó. Sô cô la này nó bị hư rồi. Là sao? Ôi rồi. Không ăn được. Ăn vào là nói chuyện không ra. Để nó dính. Hai ông lại đây tôi kiểm điểm nè. Dạ. Cái sô cô la này để riêng cho tôi một lát nữa tôi ăn. Trời sao nó vẫn kiên trì ăn cái món này ông ơi.
thích lên đường. Giám đốc ơi, giám đốc muốn ăn bình thường hay là để lạnh? Ăn kiểu nào cũng được hết. À, kiểu dạ. Nào giám đốc ăn cũng được mà. Sô-cô-la này chấm với bò kho ăn rất ngon. Ăn nhiều cái lạ lùng nhỉ. Ông nè, bây giờ nè ông Đào, ông là bảo vệ cho công ty. Tôi nói cho ông nghe, cái công ty này là cái công ty, chứ không phải là cái sở thú. Con chó của ông đó, tại sao ngày nào ông cũng dắt nó vô vậy hả? Cái đó mấy bữa trước chứ bữa nay không có. Đi không hề dắt chó. Nhưng mà trả lời đi, tại sao ông dắt vào? Nhưng mà tôi kiểm điểm ông là tại sao cái công ty này mà ông dắt chó vô, tôi đã cấm kiêng kỵ nó mà. Thưa giám đốc, là con chó nó cũng như con người, nó cũng biết đau thương, nó cũng biết buồn bã, nó cũng có cảm xúc. Đôi khi nó u ức, mình để nó ở nhà một mình sợ nó trầm cảm. Hay quá. Ông thương động vật quá ha. Được rồi, tôi nói ông nghe, ông mà còn dắt con chó nó vô lần nữa đừng có trách tôi. Mới vừa hôm kia thôi, ông dắt con chó vô, nó vô phòng của tôi, nó leo lên bàn nó ị. Bữa nay cũng vậy. À không. Tôi còn chưa kiểm điểm ông, nó leo lên bàn nó ị. Tôi vô phòng, tôi tưởng đâu là thư ký đang chuẩn bị một loại sô-cô-la mới cho tôi. Là sô-cô-la. Thằng này nó khoái sô-cô-la. Tôi khoái khẩu, tôi bóp và nó, trời ơi, tức quá đi. Nó giấm nát sô-cô-la rồi. Ông coi chừng đó. Ông mà dắt con chó vào một lần nữa, đừng có trách tôi làm thịt nó luôn. Nó tên gì? Nó tên gì? Nó tên Mimosa. Mimosa, dắt con Mimosa một lần nữa là tôi ăn thịt nó đó. Này, tôi nói cho cậu nghe, cậu làm gì thì cậu làm. Cậu dám thịt con chó ông này không? Tại sao không? Tôi sẽ lấy điện thoại, tôi sẽ quay lại. Tôi bảo đây, một thằng giám đốc đây, nó đã ác ôn, nó làm thịt con chó đây. Dã man. Một con thú cưng của người ta đây. Một hành động vô cùng dã man. Con chó là con trung thành nhất mà nó cũng dám thịt đây. Đấy, đấy, xong rồi tôi đưa lên Facebook. Oh my god. Bao nhiêu người sẽ nhảy vào chửi nó, tán cốt. Gia đình nó còn không có cái để san cát cơ. Cái chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn ông, tới ông nè, ông bắt. Tôi làm cái gì? Ông suốt ngày làm bảo vệ công ty mà không bảo vệ, lo suốt ngày lên mạng Facebook, Facebook. Tôi biết được thông tin và tôi đọc được cái xì tai tút của ông viết trên Facebook. Ông bêu xấu tôi đúng không? Tôi có Facebook, Facebook gì? Ông đừng có dối lòng. Tôi có biết, tôi có kết bạn thì tôi theo dõi ông nữa. Ông là Trần Văn Bắc, mở ngoặc, Bắc bảo vệ đúng không? Tôi không có chơi Facebook. Cái Facebook đó là bị hack rồi. Nhiều người follow quá nó bị hack rồi. Bị hack rồi à? Bị hack. Bây giờ tôi làm Facebook khác rồi. Cái nào? Tôi lấy cái mà Trần Văn Bắc, tức là mở ngoặc xong là Bắc hàng so mới là của tôi. Trời đất ơi. Ông giỡn mặt với tôi hả ông Bắc? Bắc hàng so người ta là Hàn Quốc. Còn ông là cái gì? Ông, cái này là cái nghề của tôi. Ngày cái xưa gì? Tôi hàng son. Hàng son, hàng chậu đây. Thế xong rồi bây giờ tôi lấy Bắc hàng so. Hay quá ha. Cỡ nào ông nói cũng được. Ông trả treo với tôi hả? Tôi trả lương cho ông đấy, ông trả treo với tôi hả? Đây nè, bằng chứng đây nè. Bắc hàng so đúng không? Tôi cũng có theo dõi, có người chụp hình gửi cho tôi. Nè, đây nè. Đây, Bắc hàng so đúng không? Đúng rồi, Facebook này của tôi. Ông đọc cái xì tai tút mới nhất của ông cho tôi nghe. Ông đọc lớn lên. Đừng có ngại ngùng gì nữa. Đọc lớn lên cho tôi nghe. Mình đàn ông, mình dám làm là mình dám nhận. Đúng không? Sô-cô-la tôi là tôi nhận. Tôi đọc đây. Tôi là Trần Văn Bắc, mở ngoặc Bắc hăng so. Hay quá. Bảo vệ cho công ty bất động sản. Chưa bao giờ tôi đi làm bảo vệ một nơi nào mà thấy một thằng giám đốc khốn nạn như thế. Nó chửi nhân viên như chửi con đẻ. Từ nay trở đi tôi hận nó. Còn bye lắm. Bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Thơ làm ơ ghi tâm trạng đâu nữa. Cái xì tay tút của ông nó không có một cái like nào hết mà tới 2000+ lượt bình luận là sao? Hả? Đây hai thằng vào bình luận với nhau. Hay ông ở không lắm. Thế ở không chứ không có người vào ra thì có làm gì đâu không ở không. Đúng rồi. Ông Đào nữa. Đấy, đến ông. Tôi cũng có theo dõi ông. Ông len lén, ông like cái xì tay tút đó. Xong ông suy nghĩ lại, sợ tôi biết. Ông
bỏ like đi, ông dislike đi. Bây giờ ông nè, ông lên mạng ông làm cái gì? Ông ủng hộ này đúng không? Ủng hộ này lật tôi đúng không? Dạ thưa giám đốc, tôi thân phận thấp hèn, tôi lên mạng chỉ để nói về tình yêu mà thôi. Tình yêu là sao? Đúng rồi. Ông nói cái gì? Tình yêu mà. Status của tôi chỉ là tình yêu, không đụng chạm tới ai hết. Ông viết cái gì ở trên mạng? Suốt đời yêu mãi một người, bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư. Lãng mạn quá ha. Hai ông coi chừng, lên mạng mà bêu rếu tôi đừng có trách tôi hack Facebook hai ông luôn đó. Thì có hack thì cũng thế thôi, hack thì cũng chỉ có hai thằng ấy mà. Hết cái bắt hàng cho mà hát mình làm cái khác. Đúng rồi. Vậy tôi kiểm điểm hai ông xong rồi đó. Chúng tôi chỉ muốn là chúng tôi nhận lương xong rồi cho chúng tôi về ăn Tết. Đúng rồi. Bây giờ thì cũng 27, 28 Tết rồi. Bây ai giờ cũng về hết trơn. Ai chỉ cũng có bảo vệ không được về. Hai ông không có về quê ăn Tết gì hết. Ở đây trực cho tôi. Ai mà đi về quê ăn Tết tôi đuổi luôn. Tôi nói ít. Mong các ông hiểu nhiều. Nãy giờ tôi thấy nói nhiều đấy chứ. Tôi trả lương cho ông, cái ông trả treo tôi nữa hả? Bảo vệ đâu? Dạ. Hay. Được. Bảo vệ đâu? Chicola. À, nhắc tới mới nhớ. Phải ăn. Ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cái thà một lần đau thật là đau để cố quên bên đi niềm đau. Hai ông trả treo tôi hoài vậy? Tôi nói rồi đó. Một trong hai ông phải nghỉ. Bây giờ tôi phải có đi ra ngoài công chuyện một chút xíu. Dòng lại, hai ông sẽ nói chuyện với tôi một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi vẫn khoái Sibula này nhỉ? Thôi! Thôi để đấy đi, tí vào ăn. Nó có mùi vị mới hả? Mùi vị mới hả? Không biết, ông này sản xuất tôi không biết đâu. Của ông hả, của ông hả? Đặt cho tôi thêm 3 phần giống vậy nữa. Bỏ tủ lạnh cho tôi. Nhớ nghe chưa? Tôi về tôi... Cái mùi lạ quá ta. Tôi nói rồi đó, hai ông tự kiểm điểm với nhau đi. Cái mùi lạ thật. Cái vị nó đắng đắng nhỉ. Cười gì cha? Thằng này cả đời chỉ ăn đấy thôi. Làm giám đốc mà như thế này thì cả đời chỉ bốc cái đấy thôi. Thôi ông ở đây đi nhá. Tôi vào tôi chơi game tiếp đây. Chán quá, buồn lắm. Không có lo cái gì hết trơn, sắp bị đuổi mà chơi game hoài. Kệ, đến đâu hay đến đấy, cuộc đời ông giời sắp đặt. Công ty này không có tình người, thằng giám đốc thì chửi suốt ngày như cha, như mẹ mình vậy. Bảo vệ phải là con nó đâu. Bà chị đi đâu? À, dạ, chào ông anh. À, cho hỏi ở đây có phải là công ty của Hiếu không? Đây là công ty bất động sản Hoa Dương, thằng giám đốc là thằng Hiếu, đúng? Đúng rồi, đúng đúng không, đúng đúng không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống, biết rồi, hiểu rồi, ngồi xuống. À. Ủa dạ. Sao nghe đừng cái... hỏi. Công ty này ngoài sản xuất bất động sản còn sản xuất Sicola nữa. Đừng hỏi gì hết. Cứ biết đây là sản phẩm mới là được rồi. À vậy hả? Ừ. Ngồi xuống. Lát cho vài cục ăn thử được chứ hả? Sao Tết nay nhiều người muốn ăn Sicola quá ta? Mấy đứa cháu tôi nhà cũng thích lắm, mấy cho vài bịch nha. Rồi rồi rồi, cho hết luôn. Dạ cảm ơn anh. Ngồi xuống. Dạ. Xin việc làm đúng không? À, đó... Đây, để nói cho nghe. Đi công ty khác đi. Hả? Đi công ty khác. Sao vậy? Thằng giám đốc này nó chó đẻ lắm. Thằng Hiếu, chắc chị không biết đâu. Sống mấy năm trời với nó, một tháng trả có 4 triệu bạc. Nó chửi tôi còn thua cái con mà sản xuất Sicola nữa. Nó tệ vậy đó hả? Trời ơi, cái thằng quỷ đó nó không phải con người. Thôi chị đi về đi, để tôi còn nghỉ ngơi nữa, sắp à, Tết rồi. Không. Không có gì, sao chị mới cười, tôi nói là không có tiễn người mà chị qua chỗ khác kiếm đi về đây. Ồn ào quá. Tính nói là... Chơi game mà cũng không yên. Ngồi trong toilet chơi vẫn không yên. Oh my god. Gì đấy? Gì vậy? Anh Bắc. Ồ. Trần Văn Bắc. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Anh là
là trần gian mây mình. Bay bao năm từ mình đã quên như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bơ ngơ. Quên đi. Thôi thôi thôi. Gì vậy? Ở đây trơn quá vậy. Làm gì vậy? Biết mẹ gì đâu, nghe nhạc thì nhảy thôi. Phiêu mà đang phiêu phiêu. Nó biểu diễn siêu phất tài ở đây hả? Bà nội cha nó đang phiêu mà té cái ạch hả? Thôi mà té ở đó. À. Bà té đây là thấy bà đâu. Ai vậy? Đâu có biết đâu. Bác ơi. Cái gì? Bác ơi. Chị. Không nhẽ là có bà này follow Facebook mình. Thầm thương trộm nhớ trên Facebook rồi. Trời ơi. Chết mẹ tôi rồi, cuối đời được đào hoa rồi. Ok. Chị có lộn Xuân Bác không? Bậy. Đây là Văn Bắc. Biết rồi, Trần Văn Bắc. Còn Xuân Bắc là một thời trẻ trâu của tôi. Để em nhắc cho anh nhớ, mấy chục năm về trước anh gặp em ở cầu Long Biên đó. Trời ơi, ăn bánh trả tiền. Come on. Mày vớ vẩn. Bố mày trong sạch từ nhỏ đến lớn. Em là Hợi nè. À, con lợn đây này. Chơi với thú luôn hả? Nhưng mà ai, cái này là ai? Ông đừng có giấu tôi. Biết mẹ là ai? Trong ký ức không có. Bà này bắt không rồi. Chắc mẹ này là tâm thần ra rồi. Chị ơi, bây giờ vậy. Cuộc sống mà chị. À. Đôi khi cái dòng đời nó đưa đẩy. Hả? Thì mình sẽ bị nhiều cái nó áp lực. Nhưng cứ bình tĩnh sống. Thoải mái ra, hít thở vô. Ok rồi. Đấy. À. Xong rồi đấy. Về đi. Thôi về, về đi. Về hoài vậy? Không, đi về. Ai? Đi về. Nhưng mà... Ai? Cứ về. Ai? Ai đòi về? Đó nó cấm mà. Nó cấm hai ông không được về. Hai ông? Ai? Ông đúng không? Ông đúng không? Ông muốn về đúng không? Ông về cho ông về. Đuổi luôn, đuổi luôn. Hay là ông muốn về? Ông muốn về. Hai ông đi về đi. Ai da. Hai anh em làm trong này bao nhiêu năm không dám đánh một cái nào. Mẹ điên điên này vào lại hốt cho một phát. Má. Con thằng này hỗn rồi, nó lán dám chửi. Má ơi. Trời ơi, sao tự nhiên má vô đây má đánh con? Trước mặt nhân viên của con. Hai ông bảo vệ này, có chuyện gì về nhà mình nói. Tự nhiên má xuất hiện đây và đánh con trước mặt. Hai ông bị nghĩ gì? Người ta gọi là SSSML. À, sắp mặt luôn. Mặt lòi mũi luôn. À, sắp mặt luôn. Má ơi, sao kỳ vậy? Có nói có gì về? Trời ơi, trước mặt nhân viên con mà má đánh vậy, con mất mặt hết sao? Trời ơi, má. Hai ông này. Wow, wow. Đấy, bà dù bà có đánh, bà vẫn biết con bà là đứa thích sô-cô-la. Vâng. Cái gì vậy má? Thằng mất dạy. Ồ. Cái gì? Má dạy mày sao? Mày có thể mất tiền, mất bạc, mất công danh sự nghiệp, nhưng mà mày không có được mất dạy, nghe không? Là sao con không hiểu gì vậy má? Ở trong cái công ty này, mày có thể chửi ai cũng được. Ví dụ như chửi ông này. Cái gì kỳ vậy? Ông có chừng tôi đó. Chửi nhiều càng tốt. Đừng nghiêng nữa cho tôi. Đúng. Đặt thêm 3 phần sô-cô-la cho tôi. Chửi ông này càng nhiều càng tốt. Nhưng mà con không được chửi cái người đàn ông này. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Ăn bánh trả tiền. Bánh trả tiền. Tiền sao? Không có là bánh đâu mà ăn mà trả tiền. Điên rồi. Chứ sao kỳ vậy? Ai biết? Đi ăn xem nào. Nếu như không có người đàn ông này thì làm sao có con bây giờ hả? Đừng lên, đừng lên, đừng lên. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cái người xấu không phải là nó mà là tôi. Đừng lên, tôi hiểu rồi. Trong nguyên cả cái làng tôi gọi tôi là hoa trinh nữ đấy. Bất cứ tình huống nào xảy ra, cứ gật đầu, đời sẽ lên hương.
đâu ai điên, một thằng ăn ốc, một thằng đổ vỏ mà lên hương. 4 tháng nó sắp đuổi hai đứa. Ráng làm sao cho tôi với ông ở lại còn làm việc. Bất cứ một tình huống nào xảy ra, hãy cứ gật đầu. Chưa nói gì sao gật? Chưa. Anh Bắc à, tôi xin lỗi. Là thật ra là thôi, năm nay giờ con tính giảm biên chế mà. Bây giờ vậy, tôi là người đứng giữa, tôi hiểu tâm trạng của anh Bắc, tôi cũng hiểu tâm trạng. Nên thôi, tụi tôi dù gì cũng đã đến lúc phải ra đi. Buồn lắm chị ơi. Đúng rồi, chúng tôi phải đi thôi. Không muốn làm gia đình xào xáo đâu. Khoan đã. Con cũng đừng nghe lời bà ấy. Buồn lắm chị bà ơi. Mày quỳ xuống. Đó. Quỳ xuống. Mày quỳ xuống. Mày dập đầu. Mày tạ lỗi với ông đi. Không, không, cậu đừng làm thế. Cậu là giám đốc của tôi lại cậu. Trời ơi. Ôi đâu. Nó đánh trời giờ. Ơi mày để cho người lớn tuổi bao lại mày như vậy hả? Bao nhiêu năm nó chửi mình như thú, bây giờ mẹ nó đánh nó như chó. Lại nó đi. Cậu à, tôi xin lỗi cậu. Trời ơi. Lại bị đánh. Lại nó, lại nhẹ thôi, cho bà đánh nhẹ. Cậu à, tôi xin lỗi cậu. Con lại chú, con lại chú, làm ơn đừng có lại con nữa được không? Không, tôi lại không thật. Trời ơi, mày để cho ông lại mày hoài vậy hả? Thôi, đi. Chị ơi, thôi, chúng tôi phải đi rồi. Tôi không muốn làm gia đình này xào xáo đâu. Thôi bỏ luôn mấy tháng lương kia đi, bây giờ lộn xộn quá. Đi, cũng nhún não rồi. Đi. Khoan đã. Bất cứ tình huống nào xảy ra, hãy cứ gật đầu. Hãy cứ gật đầu điên à. Cuộc đời sẽ thay đổi, còn lì lì là 4 triệu mất luôn. Nhớ giùm. Hai người có chuyện gì muốn nói không? Chị Hiếu, đáng lẽ chú không nói cho con biết, nhưng tiện đây chú nói luôn. Ông Bắc đang mang trong mình ung thư thời kỳ cuối. Ông đứng còn không nổi mà. Trời ơi. Ông ung thư gì mà ông nhúng dữ vậy? Ông bị ung thư. Cái gì? Ung thư vú. Hả? Ung thư phổi. Trời ơi. Mẹ chỉ cứu chị tao lao. Xin lỗi ông. Bất cứ tình huống nào cũng hãy cứ gật đầu. Trời ơi bộ, lúc mới vô làm mày không cho khám sức khỏe luôn hả? Sao kỳ vậy? Lúc mới vô thì bác sĩ chưa phát hiện. Mới phát hiện 2 tháng nay thôi. Trời ơi, 2 tháng mà ung thư thời kỳ cuối rồi hả? Thì lúc phát hiện là nó cuối rồi. Mà không những ông bị ung thư phổi, mà ông còn bị u nang buồng trứng. Trời ơi. U não. Trời ơi. Hiếu, con ra đây. Bây giờ không biết suy nghĩ như loài người đâu. Nói 1 là 2, nói 2 là 1. Không tin sao? Số mấy đây? Số 1. Số mấy đây? Số 1. Ở 2 số. Đúng rồi. Trời bây giờ, ơi, không dám phiền, không dám phiền gia đình đâu. Đi. Khoan đã. Đừng. Hiếu à. Bây giờ trời ơi, tuổi già bệnh tật nó tới lẹ quá. Mà lương tháng có 4 triệu thì làm đúng. Sao mà xoay sở được hả? Đúng rồi. Hiếu ơi Hiếu. Thôi bây giờ mẹ tính như vậy đi. Cho ông nghỉ luôn đi. Mẹ giỡn. Ý là cho nghỉ để giữ sức khỏe. Đúng rồi.
Má đừng nói nữa, con biết con phải làm gì mà. Con biết lương tâm con phải làm gì mà. Đúng rồi. Bác ổn không? Không ổn lắm đâu. Ngoài u não ra. Trời, còn nữa hả? Ổng còn bị ung thư đầu gối. Trời ơi. Trời ơi, hèn chi ông nhúng hoài. Khớp, khớp, khớp. Bị đau, khớp, khớp, khớp. Trời ơi, thôi bây giờ đi đây. Chỗ ai? Số mấy đây? Chỗ một. Ok. Chỗ cái này không biết số mấy. Nếu mình nói chỗ không nó cũng ừ, mà mình nói chỗ ba nó cũng ừ thì nói mẹ nó chưa ok. Chính xác. Bác nặng lắm rồi. Thôi bây giờ vậy. Cái tài khoản của chú không có. Tài khoản vẫn còn ấy. Tài khoản công ty cấp đó vẫn còn 9765343275. Là tài khoản của ai? Tài khoản của ổng chi nhánh Cầu Giấy. Gì đấy? Con đã chuyển tiền qua. Cái gì đấy? Điện thoại nó rung. Cái gì? Cái gì đấy? Đếm hộ tôi có bao nhiêu cái số không giải. Quan đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này, trăm nghìn này, triệu này, chục triệu này, trăm. Ôi chết mẹ luôn mà chết. Đó, bệnh ông trở nặng rồi. Ông không xài tiền được đâu, chuyển qua tài khoản cho tôi. Điên. Bắt đầu. Bác dàn ồ bên đi bắt đầu. Để con làm nghi thức. Ông chưa chết mà, liệm hả? Ba! Trời ơi, con có lỗi với ba lắm. Từ bấy lâu nay con biết ba chính là ba ruột của con. Mà từ bấy lâu nay con làm cho công ty này con chửi rủa ba. Còn ba ruột của con ở nhà nằm trên bàn thờ. Là cái là một bút bình phong thôi. Ba chứ là xin ba ruột con của con với ba. Trời ơi, cái thằng điên. Làm cái gì vậy? Mày mới nói gì vậy? Con nhận nhau chứ. Cha con cái gì? Mày điên hả? Trời đất ơi, mày nói vậy rồi mày làm như tao là cái đàn bà lăn loàn, đụng ai cũng lăn chả hả mày? Ba nó là hoa dương đúng không? Hả? Thì ba nó là hoa dương đúng rồi. Thì đúng rồi, nãy má nói là nhờ có ổng thì mới có con. Đó là ba ghẻ, ba ruột bậy đây nè. Thì nè, lần đó là ông này mới ăn ốc còn ông kia là đổ vỏ. Đúng rồi. Cái gì vậy? Ba có ăn rồi nào? Ăn đi. Không, tao bị dị ứng với ốc mà. Ăn đi. Hãy trong bất cứ tình huống nào hãy cứ gật đầu. Không. Gia đình mình sum họp rồi. Má, xuống đây ôm đi. Ba là cái thằng điên hả? Cái nến xanh cả nhà ta vui quá mà. Trời ơi trời, mày khùng hả? Cái gì? Ba cái gì mà ba? Ba nói ba ổng. Cái gì? Là sao? Trời ơi là má trời. Nói là có ổng mới có con mà. Hiểu lầm rồi. Ý của má nói á là ngày xưa đó, lúc mà má đang đi trên bờ đê, tự nhiên cái má mắc đẻ. Đó, mà không có gặp ai hết thì gặp ông này nè, ông hốt má vô trạm xá. Đó, lúc má đẻ xong là má chỉ biết là cái người đưa má vô là Trần Văn Bắc thôi. Nhớ cái mặt ông mại mại. Chứ ông ba mày hồi nào? Hoa trinh nữ. Câu chuyện là như vậy. Chỉ có một cú xe ôm thôi mà con trả tới 500 triệu. Ôi! Bác. Thôi. Không, bây giờ thằng nào nằm kèo trên thằng đấy thắng. Bây giờ là mình... Nó đã vào tài khoản của đây rồi thì đấy cũng đừng hòng mà mong mà lấy lại. Đúng nhá. Rồi. Khóa ngay tài khoản. Bác đừng. Là cái hiểu lầm con tưởng đâu là bác là bao con. Nhưng mà bác cũng là người ơn. Đã chở mẹ con sinh con ra rồi nhờ bác mới có con. Bác... Thôi, tôi nói đùa cho cậu thôi. Dạ hả? Tôi nói thật, tôi chả bị hoạn gì đâu. Yeah. Thật sự ra chúng tôi chỉ muốn về quê ăn Tết thôi. Chứ còn bây giờ già cả rồi. Sống nhờ hàng, nhờ họ hàng thôi. Chứ còn không vợ, không con. Đấy, chuyển sang rồi đấy. Ê, bậy. Thôi, chuyển sang rồi. Ê, ổn quá. Chuyển rồi. À, dạ, nhận rồi nè. Cái gì vậy? Cái gì? Sao không đủ 500 triệu? Mẹ nó trừ phí chứ. Đúng rồi. Trong tài khoản có đồng nào đâu. Đúng rồi. Nó trừ phí. Đúng rồi. Ai làm không công người ta phải trừ phí. Thôi tôi nói cho cậu nghe này. Dạ. Tôi cũng xin nghỉ ở đây. Đấy, bây giờ chỉ xin cậu cái lương này để cho anh em chúng tôi về. Còn cái chuyện mà
giữa tôi với bà đó là lúc đấy thì tôi cũng chạy xe ôm thôi. Đấy rồi thấy bà đau đẻ thì tôi trở vào trạm xá thôi. Thôi bà. Đấy mà mấy chục năm rồi bà nhớ tôi cũng cảm ơn bà. Thôi dạ. Bà, thôi. Bây giờ bác, thôi tôi đi về. Thôi hai bác đừng giận con, thật ra là trong công ty này á con cũng quý hai bác mới tuyển hai bác, còn là làm tới vậy không phải là về hưu rồi. Tại hay ghẹo hai bác vậy thôi chứ không gì hết. Con hứa hai bác là Tết năm nay con sẽ gửi lương đầy đủ tiền thưởng rồi cho hai bác về quê nữa. Tao không cần. Tiền bạc là cái gì? Dạ vậy thôi bác khỏi. Dạ, ừ dồn hết vào đây, trả cho đây thôi. Dạ. Nói cho vui, nói cho vui. Nào thế? Nói cho vui. À, thì đây con chuyển khoản luôn cho hai bác. Rồi xong rồi, hai bác về quê Tết vui vẻ. Cảm ơn bác. Thôi cũng cảm ơn bà, lâu lắm rồi mới gặp lại. Dạ, thế bây giờ thấy anh. Con cái nó thành đạt thế này đây thì dạ, tôi cũng chúc mừng. Thưa giám đốc, tôi cũng xin hứa giám đốc, qua năm mới tôi sẽ đổi mới. Tôi sẽ xây dựng kế hoạch 3 năm. Năm đầu tiên tôi sẽ không nuôi chó trong công ty nữa. Qua năm là năm con heo, tôi sẽ nuôi heo. Trời ơi. Điên. Nó chơi cho vui thôi, không khí đuổi thôi. Dạ. Nó có không khí thôi. Nói chung là thôi chúc cậu với lại bà đây là năm mới sức khỏe vui vẻ. Dạ. Anh em lắm. Chúng tôi về quê ăn Tết đây. Thôi về chứ. Nguyên đâu ăn sô cô la cái đó về. Thôi cái đấy là tôi không dám ăn đâu. Tôi bị tiểu đường, xin lỗi nha. Thôi thôi mình về quê ăn Tết. Rồi. Thế ở lại vui vẻ nha. Hết Tết đi con về. Cường gù đã nộp. Hạnh móm đã nộp. Nam béo 1, 2, 3. Ôi trời ơi, Nam béo ơi. Ơi, mang cái ơi ra đây. Trời ơi, làm cái gì mà sáng sớm ai lắm. Ủa, bà chủ. Dạ, bà chủ mới tới. Tiền. Dạ, tiền gì? Tiền thuê nhà mấy tháng nay chưa trả. Thôi bà chủ, bà từ từ, để từ từ em kiếm em trả. Bởi vì nhà đang khó khăn quá. Ba má em thì bệnh nặng nữa. Bởi vì khổ lắm. Này, thế có phải là bà nội vừa mới chết không? Ủa sao bà biết? Đấy, cái bài này tao học thuộc lắm rồi. Mà sao bà nội mày chết kiểu gì mà cứ chọn đúng cái ngày mà phải nộp tiền thuê nhà lăn ra chết là thế nào hả? Này, mày nhìn xem. Đấy, sinh viên đi kìa. Người ta vừa học, vừa làm, kiếm tiền, vừa lo cho bản thân, lại lo học hành vất vả, lại còn giúp đỡ cả gia đình nữa. Còn mày ấy, to đùng to đoàn ra thế này, sức khỏe cường tráng như thế mà không chịu làm ăn gì cả. Bà chủ à, em kiếm việc làm nó có phải phù hợp với con người, với cá tánh của em chứ, đâu phải là đụng cái gì làm cũng làm được đâu. Này, bây giờ thiếu gì việc để cho mày làm. Để ví dụ nhá, xe ôm này, phu hồ này, bưng bê này, rồi là ô xin cho người ta, vân vân và vân vân. Thiếu gì việc? Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà nói vậy là xúc phạm em đó nha. Sao lại xúc phạm? Tướng em là to con, phong độ đẹp trai gì mà đi bưng bế à? Bưng phục vụ à? Còn lâu, em chỉ làm những việc hoành tráng to lớn. Ví dụ như là lao động trí óc, kiến thức à. Tao chẳng thấy mày có cái trí, cái óc gì cả. Tao truyền đời báo danh cho mày biết nhá. Nếu trong ngày hôm nay mày không nộp đủ tiền, sáng sớm mai xôi xéo nhá. Nhìn mặt đẹp thôi, lòng dạ ác con quỷ. Này thì quỷ này. Trời ơi, sao quăng đồ tôi vậy? Có bao nhiêu đồ của mày tao trả hết. Tao trả tất, không thiếu một cái gì cả. Nè, người lịch sự không bao giờ quăng đồ người khác. Đây. Sao tự nhiên quăng đồ tôi vậy? Tất cả những đồ của mày tao trả hết, kể cả cái ấm khu dích này nữa. Từ từ đi, muốn tôi có tiền đó hả? Mà ngửa tay xin tiền tôi cũng không cho một cắt đâu. Tao không thèm xin, nha. Mày trả tiền tao là được rồi. Quăng đồ mình ha. Ủa, cái này sao giống cây đèn thần vậy?
Phải chi mà nó là đèn thần thiệt thì đỡ biết mấy. Tại sao mình không thử? Lâu quá chồng không chịu ra. Ôi, ôi, hôi quá. Ông làm gì mà ông vô nhà tôi nghĩ ông tùm lum tà la như điên vậy? Tao là thần. Ông là thần? Ừ. Thần gì? Ông là thần gì? Tao trên kinh, người ta gọi tao là thần kinh. Đừng có tào lao nha. Thần kinh gì ở đây? Tao đã bảo tao là thần mà thằng này buồn cười á. Thần gì mà sao mà hôi quá vậy? Ô hay, tao tống mày vào trong phòng 3 tháng không cho mày tắm rửa xem mày có hôi không? Trong khi đấy tao ở trong đấy mấy nghìn năm rồi. Thôi đừng có giỡn mà. Dẹp đi, tôi không có biết ông là thần gì chứ. Không phải đâu. Bây giờ ông làm gì mà chứng minh ông là thần đi. Nếu mày không tin nhá, bây giờ tao biến mày nhá. Biến cái gì? Tao làm phép tao biến cho. À, đừng nói tôi là ông biến tôi thành con quỷ nha. Không biến thành con quỷ chuyện nhỏ đó. Tôi biến thành gì? À, tôi biến mày thành BD. Ừ. Thôi, làm gì có chuyện đó. Đây, mày xem đây, hồ biến. Thằng này nó thành BD nó xấu kinh đấy nhỉ. Nè, đừng có nhìn chị với cặp mắt quyến rũ đó nha. Chị không có dễ dụ đâu đó. Ủa, gì ghê vậy? Ủa, thằng biến của thằng BD rồi hả? Thằng ơi, làm ơn cho con trở lại cái đàn ông đi, con sợ lắm. Xin thằng lỗi, ơi. Biến thành BD ta làm được, làm lại thành đàn ông ta chưa học. Hả? Trời ơi! Quang thang kêu gào biết cùng ai. Thôi thôi mày dừng lại đi. Đây đây đây, tao còn bao nhiêu công lực tao làm cho mày giờ thành đàn ông BD mà hát như mày kinh quá. Hồ biến. Cảm ơn thằng nha. Hết rồi. Thằng này nhiễm lâu kinh hả? Vô máu rồi. Đấy, tao là thần, tin chưa? Dạ. Không xin. Không cần phải lạy, không cần phải lạy. Thần ơi, nếu thần là thần á thì bây giờ thần có thể giúp đỡ con một số chuyện được không? Được. Ta nói cho người nghe nhá. Dạ. Cũng nhờ ngươi mà ta ra khỏi cái ấm đấy. Dạ. Thì thôi là ta giả công cho ngươi. Dạ. À, ta giả ơn cho ngươi, bây giờ ngươi muốn cái gì cũng được. Dạ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trên đời này nhân vô thập toàn. Nếu được cái này thì sẽ mất cái kia. À, là có nghĩa là sao thần? Ví dụ như ta cho mày ăn nhiều mày sẽ bị đau bụng. Ồ. Ta bảo mày đi nhiều mày sẽ bị mỏi chân. Ồ. Ví dụ là thế, hiểu không? Ồ. Ví dụ đơn giản là thế. Dạ 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 dạ. Thế bây giờ mày muốn gì? Dạ. Con muốn con có thật nhiều tiền để trả tiền nhà. Tiền? Dạ. Tại sao trên cuộc đời này lúc nào nói ra mở mồm ra không phải là chữ tiền nhỉ? Yeah. Nhưng thôi được, nếu người thích ta sẽ chỉ cho người cách lấy tiền. Dạ. Yeah. Đây, thành tâm đi. Dạ. Yeah. Nơi này là tiền nhiều nhất, con hãy đến đấy mà lấy đi. Đây. Không, con bán nghệ chứ không bán thần. Ôi mày nói điên cái gì đấy? Thần kêu con làm tai bao phải không? Tao nghe mày làm dai bao tao buồn nôn đấy. Ước khổ tướng mày mà làm dai bao. Tao chỉ chỗ mà cất tiền nữa kìa, trong túi mày ấy. À trời ơi, chỉ cái túi chỉ mà. Hả? Có thiệt à? Có tiền. Trời ơi, nhiều tiền quá. Có tiền trả tiền nhà thôi. Ủa, sao tiền âm thủ không vậy? Chết mẹ, cái tiền này hôm tháng 7 nó cúng mà tao chưa dùng hết. Rồi, tiền này đâu có được. Tiền được thật, à? Tiền thật. Ờ thôi, để tao làm cho có tiền thật. Dạ. Này, nhưng mà tao nói trước nha. Là sao? Khi tao làm cho mày có tiền thật rồi, mày phải chịu ảnh hưởng một tí là được cái này mất cái kia đấy. Nếu con có tiền thật, thì con sẽ bị cái gì?
đơn giản lắm, bị một cái rất nhẹ nhàng đấy là ung thư não thời kỳ cuối. Cái gì kỳ vậy? Phải có tiền là ung thư não chết rồi, tiền đó mướn nhà cho ai ở? Ô hay chuyện đấy, chuyện của mày chứ, mày mướn nhà cho ai kệ bố mày, mày việc gì đến tao? Thôi thôi thôi, giờ con đổi ý, con muốn ước cái khác. Bây giờ mày ước cái gì, ước nhanh đi không tao đi đấy. Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều đấy ta làm không được. Tại sao? Chả con hoa hậu nào nó điên nó lấy mày. Nó đẹp nó lấy đại gia chứ nó lấy mày làm chó gì. Nhưng mà thằng là thần, thần nói mấy cổ nghe mà. Bố mẹ nó nói không biết nó nghe không, bảo tao nói làm sao nó nghe. Con người ta dạy chứ việc gì đến tao. Nhưng mà con nhắc cho thần nhớ là chính con là người đã cứu thần ra khỏi cái đèn này. Thần phải cứu trả ơn cho con. Tao biết rồi. Nhưng mà tao giả ơn là tao giả ơn cho những người mà biết siêng năng làm lụng thôi. Còn như cái ngữ mày tao không làm gì cả. Ngu bỏ mẹ, không biết làm gì, dột nát. Thằng nói gì? Tao nói thế. Con nói cho thằng biết, con không phải là người dột nát đâu. Con là một người thông minh, cầu tiên. Thông minh con khỉ. Thông minh sao không dùng cái đầu óc thông minh của mình ra đường làm kiếm tiền. Bây giờ mày nói mày thông minh, mày thử cái tài thông minh mày tao xem. Còn nếu không tao đi hô. Khoan. Được rồi, bây giờ con hỏi thần. Gì? Đối với thần á, 1000 năm là bao lâu? Là 1 giây. 1000 đô là bao nhiêu? Là 1 xu. Vậy cho con xin cái xu nữa đi. Mày chờ tao 1 giây đi. Mày cài tao à? Bố tin sư mày tao đẻ ra được mày đấy. Mày cài à? Con nói cho thần biết. Bây giờ con hỏi thằng cái này, chứng tỏ con là người thông minh. Bây giờ con sẽ hát một câu, thần đoán chỗ nào sai trong câu hát đó, được không? Mình, nghe đây, mình không sành về lĩnh vực âm nhạc lắm. Được, chơi đi. Rồi. Dưới ánh nắng sương long lanh, chiều cánh hồng khoe sắc thắm. Sai chỗ nào? Nó sai mà nó sai kinh khủng lắm. Đây này, dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc, là phải khoe sắc khoe chứ làm sao có khoe sắc thắm. Mày không học đánh vần à? Trời ơi, chị nhiều ông cứ nghĩ ra. Mấy ông nhạc sĩ chỉ biết là nhạc để cho nó đúng nhạc của mình, không biết về ngữ pháp. Khoe thì phải khoe sắc khoe chứ làm sao khoe sắc thắm được. Thằng nói gì mà thằng nghe được à? Tao nói gì? Được thì tao mới nghe, chứ tao không nói được thì nghe làm gì. Bây giờ con hỏi đối thần cái này nè. Có một con hổ, nó bị xích bởi một sợi dây xích dài 30 mét. Có một bụi cỏ xanh tươi cách đó 35 mét. Con đố thần làm cách nào con hổ nó ăn được cái bụi cỏ đó. Tao nghĩ bụi cỏ đấy mày nên ăn thì đúng hơn. Mày đố một câu đố ngu như con bò ấy. Thế con hổ làm gì mà ăn cỏ? Nó có cột bao nhiêu mét kệ bố nó chứ việc gì nó phải ăn. Mày chết rồi, đầu mày thế mà mày bảo mày thông minh à? Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi đây hô. Biến. Không chưa, ta chưa đố mày, ta chưa biến. Cái gì vậy? Ta còn ấm ức trong bụng là mày vẫn còn thông minh. Rồi, thằng đó bây đi. Bây giờ ta mới đố mày đây này. Nghe nhá. Ừ. Có một gia đình có 4 người con. Người ta liên tục đặt tên là Xuân Hạ Thu. Vậy thì đứa cuối cùng tên là gì? Tên Đông. Nó tên Tùng. Sao tên Tùng? Con người ta muốn đặt gì người ta đặt chứ. Người ta thích đặt gì người ta đặt chứ, cứ gì phải tên Đông. Ông ăn gian, tôi không có chịu. Không ăn gian gì cả. Ông đố mày rất rõ ràng, không ăn gian ăn lận gì mày cả nhá. Thôi được, bây giờ mày bảo ta ăn gian thì bây giờ ông đố cái này cho mày xem thử mày có đoán được không nhé. Rồi đố đi. Đố con, trong tất cả các loài chuột, con nào cũng 4 chân, chỉ có mỗi con chuột 2 chân, con chuột ấy là con chuột nào? Con chuột Mickey. Thế con vịt nào 2 chân? Mịt Đô Nan. Bố mày, mày vớ vẩn, con vịt nào chả 2 chân? Đâu có cứa thì con vịt Đô Nan 2 chân. Thế là mọi chuyện đã kết thúc. Ta đi được rồi chứ. Khoan thằng ơi, giúp đỡ con cơ hội chót đi. Con cần thằng giúp đỡ, thằng giúp đi cũng được hết á. Thôi được, cũng nhờ ơn mày mà ta ra khỏi cái bình.
Bây giờ ta cho con cái này. Dạ. Đây là biểu bối của ta, con hãy cầm lấy đi và đến địa chỉ này con sẽ giàu sang phú quý. Các vị dích. Ừ. Đây là cái gì vậy? Trung tâm giới thiệu việc làm đấy. Cái chỗ này mày giàu sang phú quý gì? Mày đến nơi đấy mày xin vào mày làm việc rồi từ từ người ta cất nhắc mày lên. Thôi thằng ơi, không chịu đâu. Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi đây. Biến. Ai vậy? Cút hết đi. Bà chủ nhà. Biến hết đi. Ờ, thằng này thằng nào? Ôi giời ơi, rõ ràng tao đuổi mày tối hôm qua cơ mà, sao bây giờ mày phát vãng lên đây hả? Hả thằng kia? Trời ơi bà chủ ơi. Cái gì? Đừng có hỗn, đừng có phạm thượng như vậy. Người ta là thần thánh đó, đó là thần đèn, từ cái đèn mà chui ra nè. Thần á? Dạ. Mày bỏ cái này ra sao nào? Đó, ôi trời ơi, thằng này mà là thần á? Dạ đúng rồi. Có mà thần kinh nha. Không phải đâu. Bà chủ nhìn kỹ coi, trên trán của ông có một cái dấu ấn bằng son. Trời ơi, chỉ có thần thánh mới có những cái dấu như vậy thôi. Thần thánh hả? Ờ. Mày bị thần kinh à? Hả? Cái gì? Mày không biết thì thôi nhá. Tối hôm qua cái thằng này nó đi uống rượu, nó say quá, nó về nó đập đầu vào tường, tét chán vào đấy. Này may mà có con này nhá, con này cứu chữa không thì chết từ lâu rồi. Này nó ở ngay cạnh phòng của mày ấy. Đừng nói tầm đấy. Hồi nãy em còn biến trong túi còn có tiền nữa mà. Có tiền à? Dạ. Dạ đây. Đây nè. Đưa đây. Còn mới nè. Đó. Tiền âm phủ á? À? Ủa sao tự âm phủ sao ta lại lấy tiền âm phủ? Hôm qua tao vừa mới hóa vàng xong chỗ này còn thừa đấy. Trời ơi. Tiền đấy là của bà ấy. Đấy. Đúng rồi. Hôm qua lúc bà bày cái mâm cúng ra em vơ một ít. Nhưng mà vô lý, tại sao ông biến nằm trong túi con được? Thì lúc mày móc cái quần ở trên tường ấy xong rồi tao bỏ vào. Trời ơi. Bây giờ cảm ơn bà chủ ấy. Em xin phép là em đi. Đi đâu? Nhưng mà bà chủ cho em gửi đồ ở đây xong rồi tí em xin việc làm xong em về em lấy. Việc làm đi, à? Tao với mày đi. Đây cái các visit này là tao nghiên cứu kinh lắm đấy nhá. À khoan đã. Thôi thì này, thế hai thằng là chú Tâm đến làm ăn đúng không? Vâng, bây giờ em quyết tâm làm ăn rồi. Sống thế này khổ quá. Cũng gần đến năm mới rồi. Thế năm mới hai người phải đổi mới lên. Là phải đi tự mà lo việc làm mà kiếm tiền mà nuôi thân nuôi gia đình đi. Tôi trả tiền nợ cho tôi nữa chứ. Vâng, nhá. Biết thế thành thử ra bây giờ em đi xin việc làm. Thôi bà chủ ở lại, vui vẻ. Đi đi. Em đi đây. Hô. Nào, khoan đã. Trước khi đi, chào khán giả một câu đã chứ. À, vâng, chào. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh hài đã đem đến cho chúng ta những tiếng cười rất là sảng khoái trong bữa tiệc sum họp đầu xuân ngày hôm nay.